Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Đầu tiên là tin về cơn bão Côn Sơn sắp đi vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 5. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay bão Côn Sơn đã bắt đầu đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Philippines. Hồi 12 giờ trưa nay, vị trí tâm bão vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 123,2 độ Kinh Đông trên đất liền Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khi đổ bộ ở cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75-90 km/h, giật cấp 11. Trước mắt thì vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trong 48 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 12 và phía Đông kinh tuyến 115. Có mưa rông mạnh kèm gió xoáy, hướng thay đổi cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi dông tố, gió giật mạnh, lốc xoáy và sóng lớn. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km và mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, tức là từ 90-120 km/h, giật cấp 13. Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10-15 km. Bão số 5 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới. Ngoài sự hoạt động của bão số 5 thì ngoài khơi vùng biển Philippines còn xuất hiện thêm một cơn bão khác với tên là Chan Thu. Do khoảng cách giữa hai cơn bão này khá gần, khoảng từ 1.200-1.300 km nên sẽ có sự tương tác lẫn nhau, dẫn đến diễn biến về cường độ và hướng di chuyển của bão số 5 sẽ hết sức phức tạp, có khả năng đổi hướng di chuyển bất cứ lúc nào. Ngay từ bây giờ, bà con khu vực ven biển Bắc và Trung Bộ cần khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão. Mọi người tại khu vực dưới chân sườn đồi, các sông suối nhỏ nên có kế hoạch di chuyển, sơ tán đến những nơi an toàn trước khi bước vào cao điểm mùa lũ cuối năm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trở lại với thời tiết trên đất liền, từ hôm nay mưa rông lại có xuống gia tăng tại miền Bắc. Ban ngày trời nhiều mây hơn, mưa rông mạnh hơn sẽ diễn ra vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Nguyên nhân là do có một dải hội tụ nhiệt đới hình thành ở khu vực Bắc Trung Bộ, nối với cơn bão số 5 đang bắt đầu di chuyển vào Biển Đông. Đồng thời ở phía Bắc, khối không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay cũng di chuyển về phía nước ta. Hai hình thái này kết hợp sẽ gây ra mưa rông. Lượng mưa từ đêm nay đến hết ngày 9 tháng 9 tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La là từ 50 cho tới 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong cơn rông thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ hôm nay tại miền Bắc cũng không cao, chỉ dao động phổ biến trong ngưỡng từ 29 cho tới 32 độ, về đêm là từ 24 cho tới 27 độ. Khu vực vùng núi có nơi thấp hơn, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Mùa mưa bão cũng đang tới với miền Trung. Giải hội tụ nhiệt đới hoạt động và đi qua khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay đến ngày 9 sẽ gây ra mưa rào và dông trên diện rộng, tập trung nhiều tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Riêng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, lượng mưa ước tính sẽ đạt từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Người dân cần đề phòng với thời tiết cực đoan tiềm ẩn trong cơn dông, nguy cơ sạt lở, ngập úng vùng trũng thấp. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận lại chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đưa mây từ Tây Nguyên sang. Vì thế mà trong chiều và đêm nay cũng xuất hiện mưa dông mạnh với lượng từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Với miền Nam, mưa cũng xuất hiện sớm ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, khu vực các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk hay là các tỉnh thuộc Nam Bộ đều có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa sớm, cường độ lớn nên nhiệt độ hôm nay ở khu vực ven biển các tỉnh thành ở Nam Bộ ở ngưỡng từ 31-32 độ. Tây Nguyên nhiệt độ giảm đáng kể xuống còn từ 27-29 độ.